Cảm ơn quý vị vẫn liên tục giữa băng tần 14.5 của đài CBN. Và bây giờ, Quang Nhật xin được trở lại với bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ cho biết, giá dầu tăng nhờ nỗ lực cắt giảm sản lượng của khối OPEC. Giá dầu thô loại nhẹ, gọi tắt là WTI của Hoa Kỳ, giao kỳ hạn tăng 1,12 Mỹ kim hay là 3,4% lên 34,37 Mỹ kim một thùng. Và trong khi đó, giá dầu thô Brent biển Bắc giao kỳ hạn tăng gần 60 cent hay 1,7% lên 36,14 Mỹ kim một thùng. Giá dầu châu Á đi lên trong phiên giao dịch chiều ngày 26 tháng 5. Giữa lúc giới đầu tư ngày càng tin tưởng rằng các nhà sản xuất dầu mỏ sẽ tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượng, trong khi nhu cầu phục hồi trở lại khi các lệnh phong tỏa được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 dần được nới lỏng trên toàn thế giới. Và theo kế hoạch thì khối OPEC sẽ họp vào đầu tháng 6 để thảo luận về việc duy trì thỏa thuận cắt giảm sản lượng nhằm vực dậy giá dầu vốn đã giảm 45% kể từ đầu năm tới nay. Vẫn là tin Hoa Kỳ, tin Tổng thống Trump bác bỏ ý muốn chuyển Đại hội Đảng Cộng hòa về Florida. Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai 25 tháng 5 đã bác bỏ những ý kiến cáo buộc ông muốn tổ chức Đại hội Đảng Cộng hòa tại khu nghỉ mát của mình ở tại Florida vào tháng 8, sau khi đe dọa sẽ chuyển địa điểm đại hội nếu thống đốc North Carolina không bảo đảm sự kiện được cho phép có đầy đủ người tham gia. Và Tổng thống Trump đang trên Twitter nói rằng, tôi không quan tâm đến việc chuyển Đại hội Đảng Cộng hòa sang khu nghỉ mát Dora ở Miami, nhưng New York Times loan tin giả nhằm khuấy động sắc rối. Tổng thống Trump cũng than phiền rằng Thống đốc North Carolina Roy Cooper, đảng Dân Chủ, trong tình trạng đóng cửa và không thể bảo đảm vào tháng 8. Trong một tweet khác thì Tổng thống cũng cho rằng Đảng Cộng hòa có thể phải đối mặt với khả năng phải chi hàng triệu Mỹ kim mà không biết liệu có được phép tổ chức một sự kiện đầy đủ hay không. Và trong khi đó thì giới chức y tế tiểu bang North Carolina đang làm việc với Ủy ban Quốc gia Cộng hòa và sẽ thẩm định kế hoạch khi đưa ra quyết định về việc tổ chức đại hội đảng ở Charlotte như thế nào. Và tiếp theo là tin hỏa tiễn do SpaceX chế tạo sẽ đưa hai phi hành gia NASA lên trạm vũ trụ quốc tế vào ngày mai. Nhiệm vụ mang tên Dreamer 2 là bài thử nghiệm cuối cùng trước khi NASA chính thức sử dụng tàu Crew Dragon để đưa phi hành gia lên trạm ISS và trở về trái đất. Nhiệm vụ cũng đánh dấu lần đầu tiên NASA phóng tàu vũ trụ chở người kể từ năm 2011 khi tàu con thoi Space Shuttle của cơ quan này về hưu. Đây cũng là lần phóng tàu chở người đầu tiên của SpaceX sau 18 năm thành lập. Crew Dragon sẽ phóng từ bệ phóng từng được sử dụng trong các nhiệm vụ Apollo và tàu con thoi của NASA thuộc Trung tâm Vũ trụ Kennedy, tiểu bang Florida vào lúc 16h32 phút giờ miền Đông Hoa Kỳ ngày 27 tháng 5. Hai phi hành gia tham gia chuyến bay là Bob Behnken và Doug Hurley. SpaceX lần đầu tiên phóng thử nghiệm tàu vũ trụ không chở người lên trạm ISS vào tháng 3 năm ngoái. Nhiệm vụ này mang tên là Dreamer 1 và diễn ra thành công. SpaceX là một trong hai công ty thương mại mà NASA lựa chọn để vận chuyển phi hành gia giữa trạm ISS và trái đất. Công ty còn lại là Boeing đang phát triển tàu vũ trụ Starliner. Và tiếp theo là tin cựu quân nhân thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có thể bị 18 năm tù tại Nga. Ông Paul Willing, cựu binh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai 25 tháng 5 đã bị công tố viên Nga đề nghị mức án 18 năm tù vì tội gián điệp. Sau phiên xét xử tại thủ đô Moscow, ông Vladimir Zelikbenkov, luật sư của cựu quân nhân Hoa Kỳ cho biết bản án sẽ được công bố sáng 15 tháng 6. Về phần mình thì ông Willing khẳng định là vô tội và mong được sự trắng án. Ông Willing, 50 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, nhưng bị buộc giải ngũ do cáo buộc trộm cắp. Trước khi bị cơ quan an ninh liên bang Nga, gọi tắt là FSB,
bắt vào ngày 28 tháng 12, 2018. Ông là giám đốc an ninh toàn cầu của BorgWarner, hãng cung cấp đồ phụ tùng xe hơi có trụ sở tại Michigan. Truyền thông Nga dẫn nguồn tin tình báo ẩn danh cho hay ông bị bắt vào 5 phút sau khi nhận được một thiết bị chứa danh sách tất cả nhân viên của một cơ quan bí mật của chính phủ Nga. Và nguồn tin cũng nói thêm rằng, Willing đã làm gián điệp được 10 năm và thường dùng mạng Internet để xác định mục tiêu để mua thông tin. Quay sang một bản tin khác, tin Tòa Bạch Ốc ban hành lệnh cấm đi lại đối với những người đến từ Brazil. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày Chủ nhật 24 tháng 5 đã chính thức ban hành sắc lệnh không cho phép những người đến từ Brazil đặt chân vào lãnh thổ nhằm để kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19. Nhìn chung thì trên toàn thế giới, Brazil đang là quốc gia có số người nhiễm bệnh cao thứ hai chỉ đứng sau Hoa Kỳ, nhưng lại đứng hàng thứ nhất ở Trung và Nam Mỹ. Nếu như từng lui tới Brazil trong vòng 2 tuần lễ, người dân và các công dân ngoại quốc sẽ không được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, lệnh này sẽ không ảnh hưởng đến mối giao dịch thương mại giữa hai quốc gia. Và tiếp theo là tin Tổ chức Y tế Thế giới ngừng nghiên cứu thuốc hydroxychloroquine. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày thứ Hai 25 tháng 5 cho biết họ sẽ tạm thời hủy bỏ cuộc nghiên cứu thuốc trị sốt rét mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang sử dụng để đề phòng nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Vì cần thêm nhiều thời gian để phân tích các bằng chứng lẫn kết quả thu thập được từ màn thử nghiệm trên toàn cầu. Trong một phát biểu đưa ra tại buổi họp báo, thì Tổng giám đốc cơ quan WHO ông Tedros nói rằng tạp chí y khoa Lancet hồi tuần trước có đưa tin rằng những người sử dụng hydroxychloroquine có nguy cơ tử vong và mắc bệnh tim cao hơn những người khác. Vì mục đích an toàn, thì đây chính là lý do khiến Tổ chức Y tế Thế giới loại hydroxychloroquine ra khỏi khảo sát hiện nay. Suốt thời gian vừa qua, thì hydroxychloroquine và chloroquine đã được chấp thuận làm phương pháp điều trị bệnh lupus, sốt rét và thấp khớp, nhưng vẫn chưa có chứng cứ nào cho thấy thuốc có khả năng giúp đỡ cho các bệnh nhân lây nhiễm COVID-19. Một lần nữa xin quý vị tiếp tục giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Chúng tôi sẽ trở lại sau những thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài với phần tin Việt Nam và đời sống.